rốt với đậu hũ. Thơm ngon ha. Thơm ngon. Thơm chưa? Rồi. Đây. Bếp Báo Phụng xin gửi món đậu que xào cà gót và đậu hũ. Chuẩn bị làm món đậu cái gì, cà gốt xào đậu que hả? Đậu que, cà gốt xào đậu que. Chừng nào con mày nghe nó kêu rồi, ọp ọp rồi. Là phi tỏi thơm trước đi, lấy một mớ ra để ngồi để cho mình chua. Cái gì vậy? Hai bên luôn. Ta làm chung một bên đây nè, rồi ta xớt ra thôi, bên kia ta đổ nước thôi. Làm tới hai món cạnh đó. Chở đều tay cho gạo nó chín tới. Để giữ màu thì chúng ta phải nêm một chút muối vào trước. Biện pháp này là để giữ màu. Nhưng mà gạo nó chín là màu nó vẫn còn đẹp. Nhìn là biết cũng sắp chín rồi ha. Món này thì chuẩn bị là nấu trong vòng 5 phút thôi là xong rồi.
Nếu muốn chín mềm hơn thì chúng ta có thể để nó. Có dầu hào không? Có dầu hào. Rồi giờ chúng ta sẽ để tàu vô ha. Tàu này yến châu làm rất là mềm. Miếng 14.000 đồng. Để cho gạo nó mướt. Bây giờ chúng ta sẽ để nêm. Muỗng đâu? Để bột ngọt. Đường là phải để vô cái keo kính, để vô cái đó là kính nó vô được. Đường có để nhiều nữa. Đang xem màu của gà nó vẫn còn tươi đó. Nhà là tươi nhưng mà đậm muối đó. Chế miếng nước qua nó khô nó cháy rồi. Như cái dạng nhỏ lửa thì hơi mang ấy. Bước cuối cùng. Dầu nào. Chúng ta đã xong một món. Một món đó sao?
đậu que xào cà rốt với đậu hũ. Thơm ngon ha. Thơm ngon. Thôi chưa? Rồi. Đây. Bếp báo Phụng xin gửi món đậu que xào cà rốt và đậu hũ.